cả nhà có đi nào qua đây này, lúc qua bên đó nè, nó không thấy. Tên tuổi rồi mình chỉ nhớ luôn nhưng mà không nhớ. Nhưng mà con Linh ở đây, Linh Thiên nó thì phải cho mà cái đầu ở bên đây chỗ cũng chỉ mà cái này đi cái đá là đọc cái đầu đi đó cái thử nghe cái hay là thử nó bây giờ mình mang hương đến thử như thế nào thì bây giờ khoan để đốt đi ba cây nữa đồ giờ đốt ở đây ha, đốt đây kia ra cái gì vậy, hai cái đầu phải không, không? Hai cái đầu anh như đang nhìn vô mình luôn á. Đang cái đầu đang nhìn vô mình á. Chết tới luôn rồi. Đây là gặn thử coi sao. Cái nhà đây con chơi con ôi từ từ giống nhà xem nè gì vậy lấy gì hai chục hai là hai chục lớn tắt em tắt cái không phải vang từ cái đó đây bên cả nhà đây nè bên cái mộ đây nè rồi Long ơi, tiếp rồi. Quái, đằng dưới trời. Ê, chết người luôn á. Ơi. Đứng chưa, Tao là ngẫu nha. Thằng ngẫu nào vậy? Tao giết mày. Mày xem hả? Đúng không? Mày xem đây. Nam mô Di Đà Phật. Tao ngẫu nè. Hú nè. Nam mô Di Đà Phật. Lấy bộ đi. Gì vậy? Đỡ đi. Được rồi, em tiếp đi. Để đi, phải, được. Ghê cái máy. Được không? Đi.
em đi 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 em ơi lên anh. Em mãi rồi em. Húp. Húp. Trời. Trời. Húp. Trời trời. Em. Em lấy cái giỏ em ra đi. Đau anh lấy giỏi ra lẹ em chú ơi. Tú. Tú ơi. Tú ơi. Trời trời. Em có sao không? Tú ơi. Tú ơi. Tú. Tú. Tôi ơi. Trời. Sao không anh? Bây giờ. Dạ? Cái giò tủ anh nãy. Tiêu trời. Anh để cái mang cái dép vô đi. Đâu rồi? Cái bộ đồ. Quạt anh giữ không? Không, em có giữ quạt. Anh Tú ơi. Em là anh hút bạc em nha. Anh ngồi đi. Đau chân quá. Sao giờ? Khoan để anh lấy cái lá bùa cái. Trời cái nón anh. Thôi mẹ. Đợi anh chút. Trời, em coi trong túi có cái lá bùa. Ê cái bùa không? Không. Ôi trời. Cái gì? Lộc ơi. Anh thấy rồi. Mà mình đâu có dám. Cái quẹt á. Cái quẹt đâu trời. Không có được. Đâu có đâu. Đi.
Cái tối đây. Nhanh đi, nhanh đi, đi. Cái nhà. Cái nhà ơi. Cái nhà ấy kìa. Làm gì á? Phốt. Em ơi. Em ơi. Em. Trời. Đâu nữa trời. Em à. Trời ơi trời. Kiếm người này vậy kìa, mất người kia. Trời. Nguyện chư thần đất đai nhân chặt đi. Nước tự. Quý ngài có ở đây để phù hộ những người sinh sống trên mảnh đất thiên đường này. Những người như chúng con vậy thì rất mong là hiện tại quý ngài hãy hiển linh và bằng cách nào đó để giúp đỡ cho chúng con mọi chuyện an lành, cũng như hãy cho cháu con và đứa em con nó về. Đừng bóng cổ, đừng bóng cổ, đừng. Tao nè, tao nè, tao nè. Sao Phúc? Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Thằng Phúc nó đâu mất tiêu luôn này. Phúc ơi. Phúc. Tỉnh đi. Phúc này đây rất là mạnh cả nhà. Không phải là thường nữa đâu. Đi ngồi đi, ngồi đi. Đâu người đâu nữa. Sao không? Có bị cái gì? Có nhà ơi. Con giờ con Tú đây. Nhưng còn Hút kìa. Ủa. Đâu rồi? Nghe không? Sao? Ổn không? Ổn không? Ôi trời. Tôi nghe tiếng đằng đằng ra tôi như vậy. Mà lúc lúc đó thì tôi tự nhiên tôi nhìn lại hướng đó hai bóng đứng đó rồi không. Nó biết gì đâu. Sao? Nó không biết đâu nữa. Lúng đồn. Phúc ơi, Phúc. Phúc ơi. Trời trời. Phúc ơi. Phúc. Gì? Ơi. Thấy rồi. Đi 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 đi. Đi.
Trời. Ôi. Vô. Gì vậy? Đỡ đi. Được rồi, em thích đi. Để tí đi, phang 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 được được. Đi ra cái máy. Được. Đi. Đúng rồi, đúng. Ê, cái gai đâm đi kìa. Anh Lộc ơi. Lộc ơi. Lộc ơi. Cái nói là có đây không trời. Cái nó bộ ở trong á. Bộ đâu có tư rồi. Mấy có đội không anh em có đâu. Ừ, chứ anh em có đội vậy. Có không? Không. Lộc ơi. Có không anh? Có không? Ê không có đem cái nón anh theo trời. Trong bọc em có mang mấy cái bộ. Đây chèm lấy cho. Anh đỡ đem lấy cho. Nè. Cái bịch này nè. Anh có quẹt không? Tỉnh chưa? Tao là ngẫu nha. Thằng ngẫu nào vậy? Tao giết mày. Mày xem hả? Không, đi tìm đi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tao hỏng nè. Hú nè. Nam mô Di Đà Phật. Lấy bộ. Lấy bộ đi. Lấy bộ đi. Nam mô Di Đà Phật này nè. Nam mô Di Đà Phật anh Lộc ơi. Lộc ơi. Lấy bộ đi. Phật này nè có ơi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật anh Lộc ơi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Anh Lộc ơi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Không ngủ đâu vậy? Không ngủ là chết rồi. Thôi cái trò hai trời cũng đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đặt lên cái cọng dây theo. Không. Có cái nón theo nữa. Dạ. Ê, bồ đi. Em mệt lắm rồi. Bác sĩ kia chưa không biết nữa. Lại em tỉnh nó kìa, em tỉnh kìa. Anh Lộc ơi. Đã đánh người vậy nha chứ. Em thấy chưa, tỉnh chưa? Ai đây? Ai đây? Lộc. Làm gì buông ngắn? Lộc. Ai, tên gì? Mẹ đây hết hả? Tên gì? Tao này chứ ai. Anh Lộc không? Anh Lộc. Anh Lộc không? Trời trời. Ủa? Nãy khúc rồi. Kiếm được khúc nào à? Tôi thấy khúc đang bị nó lôi đi, tôi chạy ra coi khúc lợn thì ông tiêu thì là ổng lại kiếm gặp cái ông kìa. Ông bị nhặt hai thằng nhặt đè cũng chết hai thằng nhặt ông ấy. Cái nào tao hậu khúc rồi. Gì hậu hủ gì đó? Hậu hủ hậu hủ lai là thôi là hai thằng á. Hồi chết hai cái nước. Ừ. Hai cái nước dưới hầm là hủ hậu đó hả? Ừ. Hai anh em đó hả? Ừ.
Xin cơn luôn rồi. Xin cơn luôn rồi. Hôm nay là giết hôm nay. Mình từ trước giờ không giết lại tự nhiên nó bóp cổ em nữa. Rồi giết mình á. Vừa nãy mày sao mà tao nóng lại cái lúc mà nãy lâu lắm rồi. Tao nóng mà làm không được vậy. Lúc mày đi tao phút lo mày không nổi luôn. Đâu biết gì đâu. Lúc tôi thấy lúc ra là Phúc nó bị lôi ra ngoài đó, là chạy theo, là tôi ngoái này tôi thấy là hai cái bóng đứng đây nè, rồi nó quát tôi, tôi không biết chuyện bữa nay anh em mới nói nè, tại vì tỷ y là ba người, đâu có đem theo đâu, xin con luôn, rồi biết, tao đi, cứu vậy, tao nói tao giết mày vậy. Có nghĩa là nó muốn tỏ là chứng tỏ là tao rồi mà làm gì tao hết. Tao hậu hủ anh em hậu gì đó nhớ mà mãi chứ nói chứ nhớ chứ không nhớ luôn á. Hai thằng mình về đẻo muốn nổi. Cái này nãy gặp nó lâu có nổi đâu. Hai người mà dịnh là không nổi đi. Thật sự là không biết gì không, không có biết gì luôn, không có không biết gì luôn. Mấy giờ đó? Khi hả? 10 giờ chứ. Tất 10 giờ đó. Mà tại sao mà cái bông này lúc trước đến không có vậy đâu. Ê, quái. Dạ. Đi chơi. Gì vậy? Ngã nó vậy. Không biết luôn. Mệt trời. Chưa từng lần nào mà mình thấy nó khổ như lần này trời. Sao hai đứa có sao? Chú có sao? Không. Có chỉ là không nhớ khúc thôi. Không nhớ được một cái khúc tao không biết. Không có đọc một cái khúc gì đó mà không nhớ nó bị gì. Kìa. Kìa đó nữa kìa. Chỗ cái đầu máy cài. Ừ. Rồi thận trọng xíu đừng đến gần nữa. Nó dữ quá đó. Chậm đi, giờ về đi. Bây giờ. Giờ ba đó mình. Bây giờ bài cúng hay sao đi chứ giờ theo nó chuẩn bị cháu nữa đó. Giờ cái bông đây nó không phải bông thường nữa. Bài cúng cái vị trí đó mà không biết là nó có chịu hỏng hay không tại đầu mộ của những cái mộ kia. Đúng rồi. Có nên giờ của nó là khác giống như là không có mộ nào. Em đi đâu vậy? Ngồi gần nào nó ước mình chân cả nhà. Dạ. Làm gì? Ây. Đi chạy. Cẩn thận nha. Sao có đứa, có gì không? Cảm giác đuối kinh khủng khiếp. Bây giờ tính sao nào, phải tính như nào để mình biết mình làm nào. Cầu lại đúng không? Cũng kiếm thôi coi. Coi họ hai người đó, hai cái bọn có đến đó là mình. Trời. Ê. Ôi. Vậy không biết nó tự lăn cái gì á. Dạ. Đây. Đôi dép đâu ta? Đôi dép tao không thấy. Này okay, đi kìa trong đó kìa. Gái gì á? Gà bị nước. Nó nằm đây nè. Ủa? Sao? Dạ. Cái gì? Gai không à? Ủa có dễ mình. Ê! Chắc. Cái gì vậy? Tôi gãy giò trời. Sao mà nó ở trong? Sao? Mẹ nói đợi tôi hiểu rồi. Nó nằm giống nằm đây nè. Tao nằm giống. Ông nằm bên ra đám gai đó. Có những phút ẩm một gai đó. Nó đeo mẹ hai tôi luôn nè. Lên ơi. Hai ông nằm luôn. Đi
Giờ ý là cầu chỗ khác đúng không? Giờ trước tiên mình năn nỉ nó thử. Thì giờ cúng kiến năn nỉ nó. Cái vị trí của gốc cây là lúc nãy mình cúng của cúng nhưng mà không hưởng. Cúng với cây không? Bây giờ thử cúng với cây cây sao? Giờ đi dưới mua ít trái cây lên. Giờ mình tạm tắt đi về dưới đi. Ok, cả nhà mua cây cái đấu lên nha cả nhà. Ok ok. Cả nhà ơi, tụi con mới đi dưới lên nè, cái cầm lấy một lọ. Nói sao tự nhiên có quên gác đầu không biết lủng. Bây giờ nói chung là nói nghe bây giờ không có thấy điểm không điểm nào mà thấy nó bằng thẳng và dễ tính chứng bằng thứ gốc cây. Gốc cây mã gốc cây này ngày trưa cả nhà, tại vì ở nơi đây là cái nơi cũng gần con nắm biết hết được cái sự việc hết. Gốc cây ngày trước á gặp đây là có một cái cây búng mà ngày xưa á, để con kể cả nhà nghe đó, thì do là ngày xưa ở đây có một cái nền nhà này, người ta ở đây nè, mà sau đó ta không được là có cây búng, là cây búng khi mà cây búng là cái dúi đó là nhầm chỗ cái búng còn cái viên cái dúi thì ở đây là cây nước, cây búng nó bự hơn cây nước là nhiều lắm. Thấy cả nhà thấy gốc này phải không, nhưng mà cái cây búng nó, cái gốc nó gần gấp rồi. Ở đó này có mình gọi chỉ có quỷ thôi chứ không là gì đó. Ở dưới còn có cái đình dưới cái đình mình đó, thì họ mình nó biết là có đó là quỷ hay là chư thần, nhiều người nói chắc thần, nhầm người lại chắc là quỷ, nhưng mà sau đó mới gọi là người ta mới xác định là có thể là quỷ, là cục lửa bằng cái thúng hai cục, cứ mỗi chiều khoảng chừng là sáu mấy chục tối là bay từ đây xuống nhà đình đình khu nhà mình là bay gì đó, là khuya khuya bắt đầu bay lên, mà ngày nào y ngày nấy là ông bà sư kể lại cả nhà, là cái đây mấy chục năm trước rồi, cái đó là chuyện đó rồi, chỉ có những người mà những ông bà mà lớn tuổi như cha mẹ lộc á mà có thể biết thôi. Và sau đó là bị chờ đánh cây dúi, tét làm ba và cháy thành than luôn, tét ra từ trên xuống là tét làm ba, mà nó cháy nghĩa là cháy nó ngúa, nó cháy tầm mấy ngày mấy đêm đến khi mà cây còn than không, là cái gốc nằm phía đây nè, gốc phía đây nè. Hồi lúc trước là con lên đây là lâu lắm rồi, cả nhà sẽ thấy cái cây nó có cái gốc mà clip năm lâu lắm rồi. Cả nhà thấy có cái gốc bị cháy đen là cháy hồi khi nào rồi lâu lắm, mày ta nói chuyện ngày xưa rồi đó, hồi con chưa có đâu, nhưng mà nó gốc nó vẫn còn, là bây giờ thì mất luôn, hình như có ai đào nó đúng rồi, giục luôn ai người ta làm mộ nè. Ừ, đúng rồi, nó đào như đụng gốc là phải bứng bỏ rồi. Thì cả nhà đây đây ở khu của con ngày xưa dữ dằn lắm, cái đình rồi đó là sẽ trùm luôn đúng rồi. Cây giờ ấy chứ, lên giờ cúng rồi, cái cây cúng rồi, nó mệt mình hết trời, mệt đuối đuối chết luôn. Ba thằng lội đi rồi lên rồi chạy dưới mới mua cái cây đem lên, nó mệt nó chết luôn. Mình mẩy ra chỗ cả nhà, trái cây của anh em mới mua mình cũng là mua gặp gì mua nấy luôn vậy này, khuya lắm rồi. Thằng cái tưởng người ta không bán được chứ. Gơ vải bỏ đi, dụng gãy để ngoài đi. Sắp từ dưới lên trên đây rồi. Cái này nó cũng rồi nè. Rồi này đi. Mà để đi. Hơi đốt luôn đi, hơi đốt luôn đi nè. Thôi mấy cái đồ này sổ ra đốt hết luôn đi. Nó manh hết trơn rồi. Hồi nãy lúc mà cái này còn cái điện để máy đây chưa rồi, cái máy nó bị nghiêng tôi cầm lên đây đi một hồi sao phan cần thiết mình đã có được máy mình coi cái máy chưa đi, do là đập cái đổ cái này đúng rồi, đập đổ là băm dặn cái bữa đó lựa bữa này ra này ai hút chưa ta tôi hút luôn nó làm rẻ giá cưng thì đó bữa băm chậm cưng đầu kiếm hai cái đồ thế cái nam này. Nam hay hai đồ nam đi. Hay lên. Ngày xưa thì có bà nữ kia mà bây giờ cũng không thấy nữa, chưa có đi được. Mới đi được cũng được. Vấn đề đây là nam còn banh chậm dân này cái này. Nữ có không? Nam nữ có hết mà thôi. Nam nữ không? Hả lúc là bị đổ ra đủ rồi. Cái cách là ngồi tụ họp thế này là mới an toàn. Sợ chưa đừng khí
gì đó. Giờ có lý sao giờ? Đốt rạm đi. Đốt rạm mới giết từ nhà bà cái phường. Có gì vậy? Vậy nha. Có gì cũng lấy vậy đi sao vậy? Này là cái bị rụng cho nè, chạy lên không á. Bỏ thế đi. Chạy lên không có rụng. Nhé, mua đại lên lên. Không biết không có lửa, biết có bị sâu không túi. Thì thấy cũng... Cái quần hả? Cái quần. Ủa? Khoan đừng đụng nó, nhiều khi đồ của người chết á. Sao sớm giờ mình đâu gặp đâu ta? À, mình không để ý. Không phải, em cũng rút đồ, cũng chặt cái lum chứ không có gặp gì đó. Cũng có thể, người ta mất hết. Tại vì đằng đây có mã mất trơn nè. Nhưng mà mình biết đồ thì đâu không biết. Hoặc là bị xui xẻo nữa đây. Thôi đừng đụng. Cũng cầm tay thì nó đi. Thôi đừng đụng luôn, chắc ăn. Nãy giờ quỳ rồi nó may luôn. Đâu ai, tại sao ở đây tôi kìa? Thì nó đâu có thấy đâu. Nhìn kỹ thấy cái gì đen nữa cái một bỏ vô mình, đốt cũng được. Bỏ hàng ba cây đi. Em đốt rồi thấy em rồi. Vậy là có cái tên nè. Mình Hữu Hậu. Mình cũng cái tên. Mình phải không ta, Hữu Hậu. Ok. Hậu. Phải ai nói tên đó mà. Hồi nãy nói gì tao Hậu Hậu nè, tao Hữu nè. Lúc mà nhập vô thì nó tao là ngậu nè. Xong mới tao hủ. Hai lần đó, ông bị hai lần đó. Không nhớ nào anh em quá lâu. Hồi đó cái trạng là mình 7 tuổi rồi. Thời nó trùng tuổi vô trời, bằng tuổi mình tính giờ nay cũng 3 mấy tuổi rồi, 30 tuổi, 3 mấy. Chính ra tuổi Tây thì mới có 30 mà tuổi mình là 31. Thôi kệ, mình cúng, ê mình cúng. Mình cúng đâu, mình đâu cần giấy anh em không ta. Biết tên là được rồi ha. Đúng rồi. Mấy cái nền mẫu đó. Nền mẫu đó. Gió à? Ủa sao nãy giờ không gió? Ông cũng lựa hay quá. Đốt đồ luôn đi, cái đống đồ đó mình đốt luôn. Tại ba đồ nó cũng mấy vậy, giống như nó bị hư hết rồi. Mũi cắn quá. Mấy nào nguyên bỏ ra đi. Đéo quá nhìn nó. Đầu hai cái bông của
hậu và hộ thì chúng tôi đến đây chỉ tính tính và tức lẽ là biết công hai anh em kết qua kết thúc đó và đang đối khác như thế nào đó thì đến khi mà chúng tôi đến đây cũng chủ yếu là để giúp cho công thì ở đây thì tôi có tính tới cái tay và giúp một số tiền bạc thì cầu hai công đang xuất hiện và để linh để hưởng những cái món đồ chúng tôi đến đây để tính cho hai công ở bộ nha. Cầu đất đai nhưng chẳng những mọi mặt trên đất này. Cái cầu phong hồn của hai đứa trẻ hậu thì hôm nay có duyên là làm nó tốt đó mà cơn duyên gì đó mà đưa đẩy tôi đến đây thì ở đây thì cũng có một ít lòng thành là hoa quả chứ từ nhà bạn thương đó cũng rất mong là phong hồn đến đây hưởng nếu mà được thì cũng cho chúng tôi thấy được cái những cái gì mà ta hình dựng ra nơi đây và tôi cũng muốn là biết là cho biết là chúng tôi đến đây là dưới một cái điều là thiện chí thì muốn thứ nhất là cho bà con có thể biết được là linh hồn như thế nào cũng như là vân minh ở đây linh hồn như thế nào thì nếu mà có điều kiện mà bảo đảm các mong linh hồn và sau đó bỏ qua cho chúng tôi cầm bỏ má đi không nếu mà bây giờ không tạm lánh mặt trên cái thương mà đôi khi mình đôi khi có mặt đây mình đôi khi lại khó chịu khi nào đấy ngon hỏng á chứ giờ tao ăn mà người tao hoài cho tao được vậy tắt tắt rồi mình sợ tắt là chạy không thấy được thì đó không tỉnh dậy đấy đi
Video tại đây. Hôm nay tại đây. Rất mong cô chú chị các bạn thì yêu thương thì có thể ủng hộ xem cùng giúp ba kênh hay sao đó. Tại vì không biết không biết thương coi ghét thì bỏ cũng được. Sao? Nhưng mà thương thì tốt. Anh em con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Thương thì ghé, không thương thì cũng ghé. Thôi giờ anh em con xin tạm ngưng video tại đây ha.